Sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng và Trung tâm Anh ngữ Victoria đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức hội thi Olympic tiếng Anh thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng Victoria Olympics năm học 2021-2022. Lễ ký kết được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Thành đoàn Đà Nẵng và các điểm cầu tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Hoạt động này nhằm thúc đẩy phong trào học tiếng Anh và tạo thêm môi trường rèn luyện tiếng Anh trong thanh thiếu nhi địa phương. Theo đó, từ tháng 12 này, Thành đoàn Đà Nẵng, Hội sinh viên và Trung tâm Anh ngữ Victoria sẽ tổ chức hội thi Olympic tiếng Anh thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng Victoria Olympiad dành cho học sinh, sinh viên, đoàn viên đang theo học tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng và đại học trên địa bàn Đà Nẵng, với mong muốn đây sẽ là một mô hình sân chơi tiếng Anh hoàn toàn mới với cách thức tiếp cận chuyên môn khác biệt, được tổ chức thường niên hàng năm, phù hợp với nhu cầu của các bạn trẻ và là môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi thành phố rèn luyện, nâng cao năng lực tiếng Anh, chủ động hội nhập quốc tế.